Chào các bạn, nếu một ngày bạn bị kẹt vĩnh viễn ở trong nhà vệ sinh và không thể thoát ra, bạn sẽ làm gì? Tất nhiên là còn cái đéo gì nữa ngoài xách mông lên và chạy. Để trả lời câu hỏi đó, đây sẽ là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, Toilet Room. Đây là một game được lấy cảm hứng từ một creepypasta nổi tiếng, The Back Room. Đầu game chúng ta sẽ xuất hiện trong một nhà vệ sinh, không biết là nam hay là nữ nhưng mà có vẻ là nam. Chứ chả nhẽ cái thau dựng đứng này bảo các chị em đứng đái à? Tôi nói thật, từ thiết kế cho đến cái phong cảnh không khác gì nhà vệ sinh trường học ngày xưa của tôi. Nó cứ đen đen, bẩn bẩn, thối thối, tệ vẽ lắm. Có vài thứ màu nâu nâu. Mở cửa, không có ai ở trong. Tất nhiên rồi, thi thoảng bước vào một cái toilet công cộng kiểu như này ấy. Một là tôi gặp mấy thằng dân chơi hệ khói đang biểu diễn ảo thuật ở trong đấy. Hai là mở cửa phòng vệ sinh và các bạn sẽ thấy một đôi nó đang bem bem nhau ở trong. Mong là những câu chuyện ban nãy của tôi sẽ làm các bạn cười, tại vì game ở trong nhạt nhẽo quá. Dù sao thì tôi cũng phải thoát khỏi đây đã. Ở trong này một thời gian, đéo ai biết các bạn có khai sinh ra một loại ngôn ngữ chỉ có toàn ký hiệu bồn cầu với cả phân chất thải không. Có ánh sáng kìa, là một người các bạn ạ. Chào anh bạn, chúng ta có vẻ chung hoàn cảnh nên là bị kẹt ở đây. Và tôi cần một lời giải thích, đó là tại sao anh có thể tạo ra được lửa trong một cái không gian toàn bồn cầu như này. Anh chơi lửa chùa đúng không? Các bạn sẽ không thể nào tưởng tượng ra được anh ấy đã sinh tồn bằng cách đó là ăn côn trùng và uống nước bồn cầu. Nếu mà anh ấy thoát ra được khỏi đây, tôi tin chắc là anh ấy sẽ rất thích những chiếc bồn cầu của Dubai. Không ai biết được. Còn gì tuyệt vời hơn, cách để thoát ra khỏi The Back Room. Bước 1, tìm chìa khóa. Ngay từ bước 1 đã no hope rồi thì làm ăn được cái đéo gì nữa. Và con ngỗng đã giúp tôi tìm được cái chìa khóa. Ôi, khác gì con ngỗng rồi, nó gánh đến 99% game rồi. Được rồi, nhất định tôi sẽ thoát khỏi đây và lo phần của người anh em nữa. Đây rồi, cánh cửa của sự tự do. Đéo thoát được, đồ lừa đảo. Trước mặt tôi là một lối nhỏ của đen vâu. Mấy con game kinh dị mô típ kiểu như này và kiểu đéo gì cũng phải chơi trốn tìm mấy con ma cho mà xem. Bồn xí, lại có biết nói. Mấy thằng ăn mặn đái khai đi vệ sinh ở đây, khéo nó lại nói rõ ở tình trạng sức khỏe ra chứ. Ê, mày kiểm tra xem đống tao vừa thải ra có bị vấn đề gì không. Mày đã bị ung thư giai đoạn cuối. Cái bồn cầu nó đã tâm sự với tôi là nó bị tắc cống và nó không thể thở. Đi tìm cái thụt rồi thông cống, đổi lại nó sẽ giúp ta thoát khỏi đây. Nhớ mồm nhá, mày mà nó điêu tao cậy nắp bồn cầu mày ra đấy. Nghe bảo The Back Room có những cái thực thể đáng sợ. Riêng nhà vệ sinh chuyện ỉa đái là thấy đáng sợ rồi. Chứ nói là con ma. Ôi, cái gì kìa. Ôi, ma bồn cầu, ma bồn cầu. Logic game bồn cầu bi. Không chạy được cơ, không chạy được. Đó là một con ma bồn cầu. Nhưng mà tôi còn chả biết có phải là ma hay không. Nhưng mà tên đéo là cái đầu anh ấy chui vào được cái bồn cầu ấy nhỉ. Chạy vào góc rồi tắt bật lửa đi á. Trước giờ tôi toàn nghi ngờ viewer của mình thôi. Nên là thôi cứ thử xem. Mẹ nó mồm to vãi luyện. Chạy vào đây rồi tắt bật lửa. À, chắc là nhờ ông thần toilet giúp đúng không. Bạn bồn cầu ơi, cứu mình bạn ơi. Cứu tao. Tôi vẫn chết. Anh đi ra chỗ nó thì dễ phải luôn. À, dễ phải à. Hãy tìm đường ra chứ khi con ma tìm mày nào. Dễ phải. Dễ phải. Mẹ bực quá. Lừa đảo. Dù sao thì tôi thấy con ma này nó khá là hài cốt. Cuộc đời bắt bạn phải trở thành một con ma để người người khiếp sợ. Nhưng đen thay, bạn là ma game. À nhầm, ma đội bồn cầu. Nhìn con ma này xong tôi có một câu hỏi rất là lớn ở trong đầu. Ma bồn cầu sẽ dùng cái bồn cầu để ỉa hay dùng cái bồn cầu để ỉa? À đây, thì ra là có góc phải thật. Mẹ nó giấu cái ngách ở một cái nơi nó không hề ngờ tới luôn á. Mẹ mẹ đừng bảo là nó có GPS nhá. Đây tôi đi được một lúc rồi này. Mày ơi, nhưng mà mày chạy đi đâu? Đừng cụt cái đông kinh quá. Đừng bảo là nó vẫn đuổi tôi nhá. Khiếp, các bạn nhìn nó lùa kìa. Ta sắp đi rồi, có ai không cứu bố mày với. Anh ơi, anh là ma bồn cầu ấy. Anh ăn thịt người không ngon đâu, anh ăn cút đi. Ngon hơn nhiều. Bây giờ bảo con ma đấy giúp tôi thoát khỏi đây. Tôi sẽ bao nó một chầu. Vẫn còn tí xè xè, tức là nó vẫn đuổi nhá. Hey. À đây, thông bồn cầu. Tôi đã tìm thấy nó rồi, may quá. À, cái chu ve này là nghề của tôi rồi. Ê, các bạn có nghĩ như tôi là nó có thể chua vào được cái cống không? À, có phải nó bò được kìa. Mày muốn ăn tươi nước sống tao như thế à? Ui, mẹ bò nhanh vậy. Nếu các bạn chưa cảm thấy game này kinh dị, tôi sẽ làm nó trở nên thật là kinh dị. Xong cảnh cắt thì con ma nó không đuổi tôi nữa. Có mẹ chứ. Chơi xong game này cái, đéo muốn vào nhà vệ sinh một lần nào nữa luôn. Ồ, mẹ tôi thoát khỏi đây. Nào, để ra ông mày thông mày bồn cầu rồi.
khỏi đây đấy. Nào, mày định làm gì giúp tao thoát khỏi đây đây? Mày bảo tao chui vào cái mồm mày ấy, đừng có mơ nhé. Bây giờ bạn của tôi sẽ giúp bạn thoát khỏi đây, đừng có sợ. Anh ấy không làm hại bạn đâu. Ok, bạn được. Cái gì? Có lẽ nó có thể là một cái ống cống vô hại hoặc là một cái gì đấy từ tai hen. Tôi thích suy nghĩ của các bạn. Ui, tôi đéo biết mình đã rơi tự do được bao lâu rồi, nhưng mà quán này mà rơi là rơi đúng xuống tận tầng đáy xã hội như villa chứ mà. Cú tiếp đất không vỡ đầu cũng vỡ dái, đau quá. Ui rồi mẹ mày, cái gì này? I have been falling for 30 minutes. Đấy, tôi sẽ nói y hệt như thế. Thằng bồn xí kia nó lừa tôi xuống tầng 2 toilet room rồi. Chó. Con mẹ nó, tầng này không biết sẽ phải gặp thành phần tệ hại nào đây. Tầng đáy xã hội mà. Oh boy. Chào con người, ta là vòi sen. Ta hy vọng là ta không làm ngươi sợ. Mày thực sự nghĩ tao đang sợ cái bộ dạng chả giống thằng đéo nào của mày ở vòi sen? Cậu đấy, nước đang dâng lên và tôi sẽ thoát khỏi đây. Tất cả những gì mà chúng ta vừa làm nó chỉ như là một giấc mơ. Từ từ anh ơi, em không biết bơi, anh dìm em chết mẹ mất. Ôi, ô, hình như tôi vừa thoát rồi các bạn. À, là sao? Và tôi đã phá đảo game này trong một tình trạng đéo hiểu cái con gì vừa xảy ra. Là sao? Đây là đâu? Tôi là ai? Chuyện gì vừa xảy ra? Yeah.